Thì bây giờ đã bắt đầu vô mùa thu rồi, đã là giữa tháng 10 rồi, và trong thời gian sắp tới thì mình có rất là nhiều những cái ngày lễ lớn, ví dụ như là Halloween nè, ví dụ như là Thanksgiving, Black Friday, và một trong số những cái ngày lễ mà lớn nhất và cũng như là được mong chờ nhất trong một năm đó chính là Christmas và New Year. Thì mỗi khi tới Christmas đó, em không biết là các bạn, các anh chị, các cô chú có lâm vào cái tình trạng là mình phải suy nghĩ đắn đo để mà mình chọn lựa những cái món quà phù hợp nhất cho người thân, gia đình, bạn bè của mình. Thì trong cách đây cũng khoảng cỡ một năm, em có làm một cái video để mà chia sẻ với lại các bạn, các anh chị, các cô chú những cái món mà mình có thể mua, và khi mà mình mua đó nó có rất là nhiều những cái tác dụng, và đây cũng là một trong số những cái gợi ý của An dành cho những anh chị, những cô chú nào mà mình đang suy nghĩ về mua quà cho con của mình, cho em, cho chị của mình, hay là những cái người thân yêu của mình trong cái dịp lễ Christmas. Thì khi mà em chia sẻ cái video đó, tới thời điểm bây giờ vẫn có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú hỏi em là mua làm sao, tại sao bây giờ mua không được nữa, vì người ta hết bán rồi, vân vân. Thì khi mà cái dịp lễ nó quay trở lại đó, thì em vừa mới thấy được đó là cái sản phẩm này người ta vừa mới bán lại, nên là em muốn lên làm một cái video ngắn thôi, chia sẻ với lại các bạn, các anh chị, các cô chú, để mà những ai mà vẫn đang tìm những cái món quà trong thời gian sắp tới cho người thân, gia đình của mình, thì có thể lên order sớm, tại vì đây là một trong số những cái sản phẩm rất là hot khi mà mới ra năm ngoái đó, là mới vừa ra thôi là nó bị out of stock ở rất là nhiều chỗ, Macy's, Nọt Son, vân vân, rất là nhiều nơi bị out of stock. Thành ra bây giờ người ta đang cho pre-order, thì em muốn chia sẻ cái video này để mà các bạn biết nha. Thì đây em có hai cái túi này là em mua được của Chanel. Thì các bạn nhìn vô, các bạn nếu mà mình không có coi cái video cách đây một năm của An á, thì sẽ nghĩ đây là hai cái túi đeo của Chanel đúng không? Nhưng mà thật ra đó, đây á không phải là túi của Chanel. Lúc mà em mua cái này á, nó chỉ là một cái túi đựng đồ make up mà thôi. Tức là lúc mà em mua thì nó không có cái sợi dây này. Đây là cái sợi dây mà em lên Amazon em mua sau. Thì lúc mà em mua thì chỉ có cái túi này thôi, và trong cái túi này á thì nó có là một bộ gồm có một cây chì kẻ mắt, một cây mascara và một cái primer cho lông mi. Thì sau khi mà em mua về đó, thì ngoài việc xài được ba cái sản phẩm ở trên á, thì em lấy thêm cái túi và em mua một cái sợi dây như thế này ở trên Amazon để mà mình có thể xách đi chơi nè, mình xách đi đi chơi với bạn bè, người thân, vân vân. Các bạn thấy không, rất là dễ thương luôn. Và khi mà em dùng cái sử dụng cái túi này á, thì rất là nhiều người khen á, là cái túi này dễ thương. Và thật ra là bên trong đây đựng cũng được rất là nhiều đồ. Nếu mà các bạn đựng đồ trong đây á, là mình đựng được phone nè, mình đựng được ví tiền, mình đựng được son. Nói chung là đây là một cái ví mà em thấy á, là cái giá tiền và cái công dụng của nó thì mình có thể, thứ nhất là chỉ, em nhớ là lúc mà em mua cái này á, là năm ngoái là ta bán là cỡ khoảng 70 đồng. Thì với 70 đồng mình có một cái chì kẻ mắt của Chanel, mình có một cái mascara của Chanel, mình có thêm một cái primer cho classic của Chanel, và đặc biệt đó là mình có thêm một cái túi rất là dễ thương như vậy, cũng của Chanel luôn, mình có thể mang đi chơi với lại bạn bè, mang đi ra ngoài đó. Thì đây là cái túi mà em muốn chia sẻ với lại các bạn. Thì em vừa mới thấy á, là có một cái website bây giờ người ta đã mở bán và mở cho mình pre-order rồi. Em sẽ để ở cái link ở dưới để mà bạn nào mà thích á, thì có thể lên và pre-order hoặc là mua một cái giống em nha. Và nó có hai màu, màu một cái màu đen và một cái á, là màu đỏ. Thì năm ngoái thì em mua luôn cả hai cái, tại vì lúc đầu á em mua cái màu đỏ mà em về em thấy rất là thích, sau đó là em mới mua thêm một cái màu đen. Thì cả hai cái đều đẹp hết nha, mà nhưng mà cái sản phẩm để trong hai cái này thì khác nhau. Khi mà em mua cái túi màu đỏ là em mua một cái bộ son, thì nó gồm có một cái son nước và một cái em nhớ là một cái son nước và một cái son khô cũng của Chanel luôn, thì là trong cái túi màu đỏ này. Còn cái túi màu đen á thì em mua là có một cái bộ mascara. Với em á là cả hai cái đều đẹp hết, tùy thuộc vô là các bạn, các anh chị, các cô chú mình thích cái nào hơn. Màu đỏ mà mình mang theo trong cái dịp mà Christmas đó thì nó rất là hợp với lại không khí Christmas luôn. Và cái sợi dây này nè là mình có thể lên Amazon mình mua,
An mua cái này hình như là cũng 7 đồng và cái sợi màu đen này cũng là 7 đồng luôn. Thì nó có rất là nhiều những cái sợi dây khác nhau ở trên Amazon, thì các bạn có thể mua về mình phối coi là cái nào nó phù hợp với mình. Thì một cái túi như vậy á là mình đựng, có thể là đựng vừa một cái iPhone, ví dụ như iPhone 13 Pro Max cũng cái bề dài của nó vẫn đựng vừa, đựng thêm được tiền. Nói chung là mình có một cái túi rất là dễ thương để mà mình đi chơi, đi mua sắm với lại bạn bè, hay là mình đeo trong cái dịp lễ này rất là dễ thương. Và nếu mà bình thường á, các bạn mua những cái sản phẩm Chanel thì mình cũng đã biết cái giá của nó rồi. Bình thường mình cũng phải trả một cái giá cũng cỡ khoảng như vậy để mà mua những cái sản phẩm mỹ phẩm của Chanel. Thì bây giờ trong cái, và những cái sản phẩm này á chỉ bán trong dịp lễ holiday mà thôi, những cái dịp thường là không có bán nha, nên tranh thủ mua nếu mà mình thích nha. Đó là tất cả mấy cái mà em muốn chia sẻ với lại các bạn, các anh chị, các cô chú. Tại vì có nhiều người năm ngoái khi mà em làm video lên á, nhiều cô chú, nhiều anh chị hỏi em là mua như thế nào, nhưng mà lúc mà em chỉ á thì những cái sản phẩm này nó đã bị sold out rồi. Không những người Việt Nam của mình thích, mà nếu mà mình coi ở trên YouTube á, rất là nhiều những cái người Mỹ trắng mà làm về YouTuber cũng review về cái sản phẩm này bằng giống như An chỉ mọi người là mua dây về đeo. Thì cả Mỹ, cả châu Á, tất cả các nước người ta đều thích những cái sản phẩm này, thành ra sold out rất là nhanh. Nên là trong cái dịp lễ này, nếu mà ai muốn mua một cái món quà nho nhỏ như vậy tặng cho người thân, gia đình, bạn bè đó, thì có thể sử dụng cái link em để ở dưới để mà mua nha. Và có câu hỏi thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới cho em biết. Bye bye bye. Và nhớ theo dõi những cái video của An để mà có được những cái idea, những cái ý tưởng nào mà An biết được về tặng quà cho người thân, gia đình của mình trong thời gian sắp tới, thì mọi người có thể mua. Và ai mà có những cái ID mới đó thì cũng có thể comment ở dưới cho An biết nha. Bye bye bye. Và nhớ là ở dưới cái đường link á có thêm một cái website của Rakuten, thì các bạn có thể sử dụng cái đường link của An đăng ký mở account nếu mà chưa có Rakuten để mà mình nhận thêm được những cái cashback của cái website này. Còn nếu mà mình có rồi thì mình lên thẳng cái website đó và mình đăng ký và mình mua nha. Bye bye bye.